team vừa lên sóng thì bây giờ có gửi cho em cái thư mời ra mắt sách ngày hôm nay thì quay có lại. Thật sự cũng rất là vui, nhưng sau đó từ cái niềm vui nó chuyển sang là cái sự lo lắng. Tại vì khi mà em đọc được cái tựa sách đó là mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, cái em đánh dấu hỏi cho em liền, chắc chắn trong lúc mà quay phim mình có làm gì mà cho mình vừa tổn thương hay không. Em nhớ là vừa ốp đoàn xong là em chuyển khoản các xe cho Dự liền, trong lúc quay là Dự cũng dai chính, nói chung là dai quá đẹp rồi. Em nói mình có làm gì giờ cho Dự tổn thương hay không. Nhiều khi đây là một cái câu thơ, một cái vế sau thôi, thiếu cái câu đầu nữa. Em tự viết ra cho mình một cái câu đầu nó như vậy. Những gì ấm ức khi quay phim, mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng. Nếu mà em làm ngọt ngon thì cái vị trí ở đây không phải là Bình Dự mà là em rồi. Thì em cũng cảm thấy rất là lo, nhưng mà ngày hôm nay khi mà qua những cái chia sẻ của Bình Dự thì em xin được chúc mừng cho Bình Dự rất là nhiều. Ví dụ em ấp ủ một năm mà đây không phải là chỉ đi cảm xúc Bình Dự không, mà đây còn những cái cảm xúc Bình Dự đã từng trải qua sau những cái khoảng thời gian chúng ta cũng gặp rất là nhiều những cái sự không hay trong cuộc sống. Và hy vọng những cái cảm xúc này, những cái nguồn năng lượng, những cái nguồn năng lượng mà mình dự gửi gắm và tác phẩm lần này sẽ chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị độc giả. Và chúc cho dự án lần này sẽ được tái bản lần thứ 10, lần thứ 100, lần thứ 1000 nữa. Cảm ơn đại diện của gia đình Cầu Xuất, quý vị trời ơi. Đại diện của sự quán không biết có muốn quảng cáo gì trong thời gian này không ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến các anh chị đồng nghiệp, các anh chị báo chí và tất cả mọi người có mặt trong báo ngày hôm nay ạ. Em thì em hôm nay là em đại diện là một người anh, một người chị đồng nghiệp và một người anh chị hâm mộ Minh Dự. Thì em có một số câu hỏi để gửi tới Minh Dự ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là, như mọi người biết đó, thì một nghệ sĩ thì phải có sản phẩm. Thì tất cả các anh chị em ở đây ai cũng có phim nè, có những cái sản phẩm, những cái bài hát của mình. Thì tại sao Dự quyết định là bán sách? Có phải chăng là bán sách lời hơn không ạ? Và có một câu hỏi đó là, mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, thì không biết là cái tổn thương mà Dự đang muốn kể cho mọi người là cái tổn thương mà Dự mang tới cho người ta hay là người ta mang tới cho mình. Tại mọi người cũng biết là bình thường thì Dự không phải là một người hiền lành. Dạ. Ủa em đang tạo nghiệp thôi. À, Dự nghiệp, dạ đúng rồi, Dự bình thường là một người hay tạo nghiệp. Thì không biết tại sao mình lại ra những cái chủ đề mà nó mang tính nhân văn như thế này. Em xin hết, dạ cảm ơn. Đã cao cái chủ đề gây thương cảm theo lời đề nghị đó. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Em không tin cái sự gợi ý nó đến từ một người ăn chay đâu nữa. Cảm ơn câu hỏi của anh Bảo. Bảo nào? Dạ. Ai là Bảo? Em cảm ơn anh Phan Quốc Bản. Dạ. Bản sắc có lời. Dạ. Tại sao mà anh chị và bạn bè ra phim, ra quá drama, ra sơ duyên hài nhiều quá rồi mà em vẫn chưa ra sản phẩm nào hết, chỉ hỗ trợ mọi người cho tới khi ra thì ra lần thứ hai em mời đông đảo đồng nghiệp tới mà không phải ra phim mà là ra sách. Thứ nhất là em không có giàu bằng mọi người, em không có tiền em làm phim. Dạ. Khoan Dự ơi, ông có kỹ thuật căn hộ đấy căn cồn nhìn chị. Rồi ok em tiếp tục đi ạ. Dạ, em không có đủ kinh phí để em làm phim hay drama gì đâu. Cái thứ hai là em thấy mình chị cũng chưa có giỏi bằng anh chị và các bạn. Dạ. Mấy anh chị quăng miếng nào ăn miếng nấy hơn em. Dạ. Dạ. Cái thứ cái điều thứ ba nữa là, dạ em thực ra xuất thân của em là học ngành văn học, cho nên là em nghĩ mình tự tin cái gì thì mình ra mắt sản phẩm đó trước. Khi mình ra một sản phẩm mà mình chưa có hứng lắm, hay thậm chí mình có hứng mà mình chưa đủ bản lĩnh hay chưa đủ tự tin, chưa đủ cái khả năng để mình làm cho nó trọn vẹn hoàn thiện, thì em nghĩ là mình không nên làm. Mình chỉ làm khi mình thấy mình đủ năng lực thôi. Và em sợ nhất là mặc những chiếc áo nó quá rộng với em, cho nên là
em xin phép là em hiện tại em có hứng với viết lách nhiều hơn, cho nên là em mong mọi người sẽ đón nhận. Thực ra nếu mà em làm phim hay làm drama hay series hài á, thì em đã làm ngay lúc mà drama mới vừa xuất hiện trên thị trường YouTube và lúc mà thời kỳ cực đỉnh của drama. Cho đến hiện tại thì em nghĩ là càng ngày nhu cầu khán giả càng khó, càng khắt khe, không phải cái gì người ta cũng coi đâu. Cho nên là càng lúc em càng phải đắn đo suy nghĩ lại là mình có nên làm sản phẩm YouTube hay không, trong khi là em vẫn đang được anh chị mời hỗ trợ đóng phim rất là nhiều. Dạ, em nghĩ là em hợp lý để mà ra sách. Còn cái câu hỏi thứ hai, chủ đề gây thương cảm. Dạ. Dạ nhiều chứ anh. Em làm tổn thương người khác rất là nhiều, bằng câu chữ có, bằng hành động có. Cho nên quyển sách này không phải chỉ riêng là tổn thương của người khác mà em gây ra cho người ta cũng có tổn thương của em, mà người ta gây ra cho em, nói chung có qua có lại. Gọi là nhân quả đó anh BB. Mình làm người ta tổn thương thì người ta làm tổn thương mình lại. Cho nên là quyển sách tổng hợp của những người hiền và những người ác của người BB. Nên là một cái sự tổn thương hai chiều. Em nghĩ là ai ác ai hiền cũng đọc được đó BB. Xin phép ngừng phần phổ có chơi bài, tại vì gai ở đây nó hơi nó bắn qua bắn lại chúng mình. Xin phép được di chuyển qua bàn thanh xuân ạ. Nơi đây thì những gương mặt gần sắc nhất qua thời gian đang ngồi. Xin phép chị Khải Như Trần dừng sử dụng điện thoại, dừng đọc sách để mà chúng ta có thể liên kết trực tiếp với người em Minh Dự. Dạ, cho phép Như được gửi lời chào với tất cả mọi người trong ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên nói về văn học thì tụi em muốn hỏi chị là đến với một buổi ra mắt văn hóa như vậy thì học quả quá sexy là cái gì vậy ạ? Thật ra thì đây là lần đầu tiên sau khoảng 2 năm quay trở lại mà em từ xem đây là một cái buổi event. Và thật sự em cảm thấy rất là bối rối. Em bối rối từ hôm qua cho tới hôm nay và quyết định chọn một cái màu áo nhu nhất. Em không ngờ nó phản chủ như vậy. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mắc cười chưa? Chờ tay ạ. Em vô ý kiến của chị. Dạ chị phải đặt câu hỏi cho mình chị. Chia sẻ. Chia sẻ. Chị có tổn thương nào trong lòng mình ngồi xuống kể với mọi người không? Chị đang tổn thương đó. Đáng lẽ đứng lên thì nó phải không diễn xuất thì dạ em lên đây thì em cảm thấy rất vui mỗi lần mà em ngồi mà ra mắt sách kể cả Trinh người em của em, và dù em cảm thấy em xúc động lắm, tại vì em muốn kể những con người mà nó bình thường, nó trần tục mà nó có thể em xin phép dùng từ đúng đúng không, mà có thể nói ra những cái câu từ rất là hay, nó rất là mỹ miều, rất là đàng hoàng. Người ta xem là người không đàng hoàng. Ủa này em phải tự công nhận tối qua mình đã nói rất nhiều với nhau về chuyện này. Hôm nay mình nói sự thật. Hôm nay mình sẽ nói sự thật đúng không? Em đã gặp chị cách đây khoảng bao nhiêu năm vậy? Tính từ lần đầu tiên. Đúng rồi. 2015. Dạ, em xin phép trước lời nhiều để em kể cho mọi người nghe. 2015 em gặp chị với một cái dàn trai dơ đừng hỏi, dơ đã đặt ra. Chịu ngậu kìa. Tại vì lúc đó Dự là một cái chàng trai mà em cũng rất là Dự còn là sinh viên. Dự đi đến casting một buổi thi hài thì em thấy Dự rất là lôi thôi, mà nói chuyện lóc bóc chứ không phải là như Minh Dự bây giờ. Lúc đó Minh Dự vô phòng đầu là em đã năn nỉ Minh Dự, em nói Minh Dự ơi đi về thì chị đi. Em ơi em đi về đi, tại vì ở đây các bạn rất là duyên dáng, em sẽ không lại đâu. Và Minh Dự đã thuyết phục em bằng những giọt nước mắt, bằng cái sự tình cảm. Chị cho em vô đi, em nhất định em sẽ cố gắng cho em vô đi, tại vì em chuẩn bị hết mọi thứ cho em vô. Thì cuối cùng bạn vô, bạn gặp được những cô chú anh chị lớn hơn và bạn được đánh trường về nhà. Em thì đó là cuộc thi đầu tiên của Dự, và không cái chuyện đó nó qua rất là nhanh mà Dự không nhớ nữa. Nhưng mà sau khi mình sau đó quay lại gặp Dự, và Dự những ngày sau Dự khác hoàn toàn, và mỗi ngày em gặp Dự nói một cái câu chuyện khác. Ví dụ như Dự trên sân khấu, Dự có thể giỡn, Dự có thể nói chuyện rất là nhiều, nhưng sau sân khấu chưa bao giờ Dự là một cái người mà nói chuyện em dù tự làm hổ hay là không biết điều, không biết trên yếu. Dự là một người rất lịch sự và lễ phép, cái này em phải công nhận. Và em không biết cái điều đó nó xuất phát từ đâu, nó là hai con người hay là cái tính cách bạn cố thể hiện ra. Thì sau một thời gian thì em xin khẳng định một điều, đó là con người của Dự, một người tình cảm, một người tình trải, một người có quá nhiều thứ để mà có thể viết ra những cái dòng này. Thì em nghĩ chắc bạn sống thì biết thế nào, nhưng mà tôi nghĩ bạn khá là tử tế, bởi vì bạn có thể
biết được những tổn thương cho những người xung quanh của mình, đúng không? Yeah, và em xin giờ chị xin chúc mừng vợ vợ của ngày hôm nay. Em nói là em chưa trưởng thành nhưng mà với chị em cũng không biết. Dạ, cảm ơn chị. Yeah, cái lần mà chị đánh rớt em thì bằng lửa xe em không có tổn thương đâu nha chị, nhưng mà em hay kể lắm. Bởi vì bữa nay chị kể luôn nó không, em kể tội chị. Dạ thì ra nếu mà em không nhớ thì chắc chị mèo cũng không nhớ, tại vì lúc đó chị em còn là sinh viên năm nhất, em mới vô trường đại học thôi. Thì lúc đó rộ lên những chương trình casting game show bị hài, thì em nói thiệt là lúc đó rất là nghèo, đi mua ra tiệm trang phục, nghèo mà sao nghèo, ra tiệm trang phục mướn một bộ đồ 70 ngàn, 70 ngàn. Em nói là ngày mai em trả liền trước 5 giờ rồi nó tính thêm tiền của em. Em tới em casting rất là đông, lúc đó là ở dưới tỉnh rất là nhiều, Sài Gòn cũng nhiều mấy ngàn người. Thì tới lượt em vô ngồi thì chị đủ là cái bàn với hai ghế y chang, thì chị mèo nó đều được chuẩn bị nhiều. Còn nói chị chi con không là mình chuẩn bị kỹ dữ lắm luôn á, mà sao mình 10 phút trôi qua mà chị mèo vẫn không ở uống được người. Rồi chị mèo nói là em ơi chị nói thiệt chứ em còn dở hơn với tỉnh nữa, bây giờ thôi em về đó làm sao mà lại không chị ơi, em phải xin ngày hôm nay là em cái lịch học của em trong, em muốn bộ đồ lấy 10 ngàn chiều thì em trả cho, rồi nó cúp này nó cúp bạn nó chưa nó cúp giùm em á, bây giờ em vô trong đi em gặp giám khảo, ba vị giám khảo trong chấm em rớt em cũng chịu nữa. Thì cuối cùng là em vô trong em bắt đầu em đổi những chủ đề khác, những câu chuyện hài hước khác, và cuối cùng thì cả bạn ba vị giám khảo cũng không ai cười luôn. Thì ba người đã chính thức hẹn em năm sau. Và những cái mà em casting game show này mà em rớt rất là nhiều, nhưng mà thường là không lên sóng đâu, tại vì lên sóng những cái đẹp đẽ thôi. Cho nên là mình sẽ thấy em là xuất hiện trên game show thì hả, sau casting hay là diễn cái là tiểu phẩm từ quá trời cười, nhưng thực ra em rớt 5 lần 7 lượt rồi. Cho tới sau này thì em cảm thấy là em không có duyên với những giải thưởng về game show, em thi game show nào cũng được bị chung kết hết á. Cho nên là em thấy thôi em diễn sân khấu kịch vui với mọi người. Dạ. Bây giờ em quán cho hai chị em mình bỏ cái trách nhiệm này được rồi đúng không? Dạ. Yeah.